Kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, đó là ngày giỗ tổ cải lương, tất cả nghệ sĩ về đây để tụ họp, để cúng tổ, coi như đó là một lễ hội, là một ngày Tết của nghệ sĩ. Hôm nay còn được sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả thương mến ngành sân khấu cải lương. Sau nhiều năm, Vũ Luân từ Mỹ trở về nước đã tổ chức một chương trình đã hội họp tất cả anh em nghệ sĩ. Dù sức khỏe của Linh không được tốt lắm sau qua một cuộc phẫu thuật rất là nặng, nhưng Linh cũng xin góp mặt với tất cả anh em nghệ sĩ để cầu mong tổ nghiệp phổ độ cho ngành cải lương một ngày một tiến triển hơn. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đầu tiên, Vũ Linh xin gửi tặng quý vị một ca khúc thể loại nhạc bolero, nhạc phẩm được mang tên Xin Em Đừng Khóc Vu Quy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lau mắt rồi thôi, xin xa người làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau. Hẹn lại yêu. Đã xa xứ, hôm nay được trở về nữa. Đây, cảm ơn em nhiều. Anh Khôi nha, chuẩn bị. Vâng, đáng là tên lòng như thế quý vị. Nếu Linh mà hôm nay Linh có ca yếu quý vị cũng bỏ qua dùm cho Linh nha. Bây giờ Linh cũng mới xuất hiện được có khoảng chừng 5 ngày nay thôi. Bệnh tình thì lớn rồi theo các bệnh, nhưng mà hôm nay được đứng ca quý vị rất vui. Hôm nay Linh xin trình bày một lớp trích đoạn trong vở cải lương cũng rất nổi tiếng, Máu nhuộm sân chùa. Dạ thưa bà, xa xôi lắm đạp xuống hàng núi tuyết trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của người con gái, chuyện đau thương của một kẻ đắng trần. Đêm qua tôi có về ngã chung họ hẹn ngủ, mới hay rằng người con gái đã sang sông. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong giấc mơ buồn bà. Rồi một chiều nào có dừng chẳng nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trần. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc, nhớ một vài chim buồn lạc lòng.
bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, và tôi chỉ là một kẻ đứng bơ vơ bên lề hạnh phúc. Cô tiếc thương cũng đành chia biệt, mong mấy nào rồi cũng tàn cuộc như cánh khuya. Thì thôi đường bà đi, đường tôi bước, chẳng có quan hà. Một sáng mùa thu tôi sẽ dừng nghe dân bên tiền đồi có lạ, để lắng nghe tìm quyền rộn lá liều sầu. Bà đã bình yên trong cuộc sống, bên này chồng và bên những đứa con hy sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, tuổi sống mồ tôi lắm dấu chân hoàng. Ca nữa không ạ? Ca nữa không ạ? Mọi người nhìn à, đáp lại những lời thưa quý vị. Sau đây Vũ Linh sẽ cố gắng hết sức mình để đáp lại những lời thưa quý vị qua một ca khúc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Mà chương trình này Linh đã thành công ở năm 2007 với chủ đề Vũ Linh hành trình về miền Tây với ca khúc Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm ơn quý vị. Em luôn trong tình.
sức khỏe, cái sức khỏe bình phục, Linh sẽ đáp lại tấm lòng yêu thương mà quý vị đang chờ đợi. Chương trình Người Đưa Đò Năm sẽ đến cùng quý vị một thời gian rất gần đây. Quý vị chờ đợi nhé. Chào chân thành cảm ơn và xin mời tạm biệt. Xin cảm ơn phần trình diễn rất đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và bây giờ